Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Toyota đã chính thức giới thiệu Land Cruiser 2022 thế hệ mới. Trung Đông là nơi mà hãng xe Nhật Bản chọn để trình làng bởi đây vốn là thị trường rất ưa chuộng dòng xe này. Nhiều khả năng thị trường kế tiếp sẽ là Nga. Như vậy, các fan của Land Cruiser đã phải chờ đợi tới 14 năm dài để nhìn thấy thế hệ mới. Thế hệ mới của Land Cruiser 2022 mang mã LC300 được nâng cấp toàn diện từ khung gầm, thiết kế cho đến khả năng off-road. Bước sang thế mới, Land Cruiser 2022 đã được áp dụng nền tảng khung gầm mới GAV mới, dựa trên kiến trúc TNGA, Toyota New Global Architecture. Hệ thống khung gầm mới đã giúp trọng lượng xe được cắt giảm 200 kg, đồng thời gia tăng độ cứng cáp. Toyota Land Cruiser 2022 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao, lần lượt là 4.990, 1.980, 1.945mm. So với Land Cruiser 2021 đời trước, ngoại hình của Land Cruiser 2022 có phần hầm hố, bề thế hơn. Nhìn từ trực diện, Land Cruiser 2022 trông rất ngầu với bộ lưới tản nhiệt được mở rộng gồm 4 thanh ngang nâng đỡ. Hai hốc gió có thiết kế liền mạch với mặt ca lăng tạo cảm giác phần đầu xe trông rất rộng. Đôi mắt của Land Cruiser 2022 sắc sảo hơn trước với cấu trúc mới 3 bóng LED kết hợp cùng giải LED ban ngày hình chữ L. Trong khi đó, phần nắp capo vẫn duy trì những đường gân dập nổi nhấn mạnh vào sự mạnh mẽ. Nhìn từ bên hông, khách hàng đã có thể cảm nhận được Land Cruiser 2022 là một mẫu SUV off-road thực thụ với hốc bánh cao ráo mở rộng. Đi kèm là dàn chân có kích thước khủng được tái thiết kế trông cao cấp hơn trước. Cặp gương chiếu hậu đã được tách rời khỏi trụ A là điểm, cộng giúp hạn chế điểm mù cho người lái. Ở thế hệ cũ, đuôi xe vốn đã có thiết kế vuông vức nay còn được làm góc cạnh hơn nhưng trông gọn gàng hơn trước. Cụm đèn hậu được làm mới hoàn toàn với điểm nhấn là giải LED hình chữ L dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Những cụm từ thực dụng, thô kệch đã không còn thích hợp để miêu tả khoang nội thất của Land Cruiser. Bước sang thế hệ mới, khoang cabin đã được thiết kế theo phong cách sang trọng, cao cấp và hiện đại hơn hẳn. Khám phá khoang lái, khách hàng sẽ có cảm giác thiết kế mới trên Land Cruiser 2022 có đôi chút hào hào xe sang Lexus LX570. Trong đó, nổi bật nhất là màn hình giải trí trung tâm đã chuyển sang dạng đặt đổi khỏi táp lô, đồng thời nâng cấp lên kích thước 12.3 inch, mang đến cái nhìn hiện đại hơn hẳn. Khu vực bảng điều khiển trung tâm đã được sắp xếp lại gọn gàng hơn, liên lạc với khu vực cần số ốp gỗ toát lên vẻ sang trọng, cao cấp. Các nút bấm cơ học được bố trí lại giúp cho việc thao tác dễ dàng hơn. Việc chuyển đổi các chế độ địa hình có thể thông qua các công tắc tiện lợi thay vì phải mất thời gian tìm kiếm trong menu như trước. Vô lăng trên Land Cruiser 2022 cũng được làm mới hoàn toàn với cấu trúc 3 chấu bọc da. Các nút bấm được hoàn thiện tinh xảo hơn kết hợp cùng đường viền chrome. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da sang trọng. Hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện, làm mát, sưởi ấm. Riêng ghế lái có thêm tính năng nhớ vị trí. Với lợi thế trục cơ sở dài 2.850mm, hàng ghế thứ hai có không gian rất rộng rãi, thoải mái. Đi kèm là 3 tựa đầu, bệ tì tay cỡ lớn và cửa gió điều hòa riêng biệt. Hàng ghế cưới cũng có chỗ để chân khá rộng rãi cho hai người lớn. Xe ô tô Toyota Land Cruiser 2022 có khả năng làm mát nhanh và sâu nhờ sử dụng dàn điều hòa tự động 4 vùng kết hợp cùng các cửa gió. Hàng ghế sau, đi kèm còn có bộ lọc ion giúp duy trì không gian trong lành ở khoang cabin. Danh sách hệ thống thông tin giải trí trên Land Cruiser 2022 gồm có các tính năng đáng chú ý như màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây, dàn âm thanh cao cấp của JBL. Trái tim của Land Cruiser 2022 là khối động cơ xăng V63.5 lít, tăng áp kép mới thay thế loại cũ V85.7 lít hút khí tự nhiên. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 409 mã lực, mô men xoắn cực đại 650 nm. Dù có dung tích xi lanh nhỏ hơn động cơ cũ nhưng sức mạnh lại nhỉnh hơn 30 mã lực và 108 nm mô men xoắn. Nhờ đó giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể và dễ chạm ngưỡng sức mạnh ở vòng tua thấp nhờ có bộ tăng áp. Bên cạnh đó, Land Cruiser 2022 còn có tùy chọn động cơ máy dầu tăng áp 3.3 lít cho công suất 302 mã lực và 700 nm. Cả hai khối động cơ đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu, hỗ trợ bởi 3 khóa V-Sai. So với đời trước, khả năng off-road của Land Cruiser 2022 đã được cải thiện nhờ có góc tiếp cận 32 độ, góc khởi hành 26,5 độ và bổ sung hệ thống Cruise Control. Hệ thống này cho phép xe di chuyển qua địa hình hiểm trở mà không cần tác động vào chân ga. Hỗ trợ cho quá trình off-road còn có hệ thống địa hình Multi Terrain Select, gồm chế độ lái Auto Snow, Deep Snow, hệ thống Multi Terrain Monitor kết hợp camera gầm xe và hệ thống kiểm soát hành trình địa hình. Đặc biệt,
Land Cruiser 2022 là mẫu SUV đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống treo động lực học điện tử EKDSS mang đến khả năng vận hành cực kỳ êm ái, đồng thời tăng cường độ bám đường đáng kể. Với lợi thế khoảng sáng gầm cao 230mm, Land Cruiser 2022 có thể thích nghi với đa dạng các loại địa hình. Toyota chưa công bố mức tiêu hao nhiên liệu mới trên mẫu xe Toyota 7 chỗ Land Cruiser 2022, nhưng chắc chắn sẽ thấp hơn con số 16.8 lít cũ do dung tích xi lanh đã giảm đáng kể. Bên cạnh duy trì các tính năng an toàn cũ, Land Cruiser 2022 đã được bổ sung thêm gói an toàn chủ động Toyota Safety Sensor, cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang, nhận biết người đi bộ sang đường và xe quay đầu, phanh khẩn cấp hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo trệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động. Sau nhiều năm nâng cấp bị chê là bình mới rượu cũ, Toyota Land Cruiser 2022 đã thực sự khiến khách hàng quốc tế bất ngờ trước sự lột xác ấn tượng. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là mẫu SUV ăn khách của những ai có niềm đam mê off-road mãnh liệt. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn. Thank you.